Thông tin đau lòng chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng đuối nước đối với trẻ em trong dịp hè, tuy nhiên, những vụ tai nạn đuối nước thương tâm vẫn xảy ra. Mới đây tại tổ dân phố 4 thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ đuối nước làm hai em nhỏ tử vong. Công an thị trấn Di Linh, huyện Di Linh cho biết, chiều ngày 8 tháng 7, trên địa bàn tổ dân phố 4 thị trấn Di Linh đã xảy ra một vụ đuối nước làm hai em nhỏ tử vong. Nạn nhân là cháu Sơn Thúy Huyền, 13 tuổi, và Sơn Trương Anh Kiệt, 13 tuổi. Cả hai là anh em họ hàng. Hai em đều là học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Trước đó, hai nạn nhân rủ em Sơn Thúy Ngọc, 8 tuổi, và Sơn Hoàng Anh, 7 tuổi, đi bắt ốc tại khu vực ruộng lúa phía sau nhà. Khoảng 13 giờ cùng ngày, các em rủ nhau ra khu vực hồ trữ nước túi cà phê gần đó. Không may, hai em Huyền và Kiệt bị trượt chân rơi xuống hồ. Lúc này, em Sơn Thúy Ngọc vội chạy về báo tin cho người nhà, nhưng khi mọi người đến nơi thì phát hiện các em đã tử vong. Chú ruột của hai nạn nhân cho biết, sau khi nhận được tin báo, anh cùng người dân xung quanh khu vực đã nhanh chóng tới hiện trường. Tuy nhiên, do hồ nước khá sâu nên đã không kịp cứu các em. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng địa phương và người dân của các nạn nhân trục vớt được thi thể của các em. Được biết, hồ nước các em bị tai nạn có cắm biển cảnh báo. Tuy nhiên, vì mãi chơi nên các em đã không để ý và đã xảy ra sự việc đau lòng.